Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng sớm nay ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to. Một số nơi đo được lượng mưa trên 100mm từ 19 giờ tối qua đến sáng nay như là Hàm Tiến, Bình Thuận là 186,8mm, Gò Quao, Kiên Giang là 176,6mm, Xuân Đông, Tiền Giang là 146,4mm, Đạo Nghĩa, Đắk Nông 140,4mm. Long Sơn, Bà Rịa, Vũng Tàu là 119,8mm và Nghĩa Thắng, Đắk Lắk là 102mm. Dự báo trong chiều và tối nay, khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa là từ 15 cho tới 30mm và có nơi là trên 80mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, với lượng mưa là từ 20 đến 50mm và có nơi là trên 120mm. Trở ra với miền Bắc, thời điểm mưa to nhất đã qua. Ngày hôm nay thì miền Bắc chủ yếu là chịu tác động của khối khí mát. Ban ngày trời sẽ có nắng nhẹ trở lại. Nhiệt độ trong ngày sẽ dao động từ 29 đến 32 độ. Toàn vùng hầu như là khá ít mưa, chủ yếu chỉ có mưa rào và dông vài nơi, tập trung về chiều tối và đêm. Cùng đến với thời tiết tại các thành phố lớn, tại thủ đô Hà Nội ngày hôm nay có nắng. Trưa chiều nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 32 đến 33 độ. Hơi có cảm giác oi nóng nếu phải di chuyển nhiều ngoài trời, tuy mức nhiệt không cao. Tối và đêm nay thì mưa ít có khả năng xuất hiện, xác suất mưa vào khoảng là 20%, hoặc nếu có thì chỉ là những cơn mưa thoáng qua. Thành phố biển Đà Nẵng ban ngày trời nắng nhẹ, nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 33 độ. Từ chiều tối trở đi thì mưa có thể xuất hiện, vì vậy nếu ra đường vào khoảng thời gian này, quý vị nên mang theo các vật dụng che mưa. Do có mưa mà nhiệt độ thấp nhất chỉ khoảng 25 cho tới 26 độ trời mát mẻ. Với thành phố Hồ Chí Minh, trưa nay thì nhiệt độ cao nhất sẽ rào 33 đến 34 độ. Trời vẫn còn nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Từ chiều tối trở đi thì mưa có khả năng xuất hiện, xác suất vào khoảng là 70%, đề phòng khả năng ngập úng ở những khu vực trũng thấp. Tối và đêm nay, mức nhiệt sẽ hạ về còn 25 độ. Bản tin thời tiết trưa nay cũng xin được khép lại tại đây. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.